Chào các bạn, hôm nay cả nhà Tin đi Bangkok tắm hồ bơi nha. Đây, đã xuống hồ bơi nha. Ở đây thì không cần bán vé hồ bơi, mình chỉ mướn phao thôi. Hôm nay hồ bơi rất là đông luôn. Thật ra là Tin Tin đang bơi đó các bạn. Hồ bơi hôm nay là người ta bơm nước rất là đầy luôn, tại vì do là thứ bảy chủ nhật khách đông nên người ta bơm nước đầy hơn những đợt trước. Tin đang tập bơi đó các bạn. Ba lặn đi đâu rồi ta? Tin, ba lặn đi đâu rồi? Tin bơi một mình nè các bạn nè. Chân bên đây dài ra rồi đó. Tin bây giờ qua cái dòng chảy bên này nha các bạn. Cái lường bên này nó sẽ trôi qua khỏi cái cầu này nè. Nó rất là mạnh luôn. Coi là Tin sẽ trôi qua nè. Đó. Tin đã trôi qua cái cầu thứ hai rồi nha các bạn. Đó, trôi tới đằng kia luôn.
nó sẽ bao quanh một vòng tròn, qua mãi hết một cái vòng ở trên có cái mái vòm đó, qua sẽ lại cái hồ bơi chính. Ở xa xa đằng kia là cái đài tắm nước ngọt, các bạn nó họ phải phun cái vòi sen lên như vậy để chúng ta tắm. Cái này là cái hồ bơi lớn nha các bạn, cái hồ bơi lớn này là hồ bơi sân khấu nè, hồ bơi này dành cho người lớn. Hồ bơi này sâu khoảng là 2 mét nha. Chỉ có người lớn mới tắm hồ này được nha, còn hồ nãy giờ tiêm tắm là dành cho trẻ con. Bao quanh cái hồ bơi lớn, hồ bơi sân khấu là sẽ thành một cái vòng tròn. Bây giờ Tin đã quay qua đây. Đó. Đó. Hello Tin Tin. Chào bạn. Đó. À, anh Hai happy happy. Đó, Tin lấy bà bò luôn. Đi vòng tròn luôn. Anh hai. Đâu đâu Tin bơi mẹ coi coi. Đó thì đã đi đúng một vòng tới cái điểm lúc nãy cái câu đầu tiên nha các bạn. Ở cái cổng kia ta trang trí rất đẹp luôn ha. Cái cổng là cổng vào là cổng phụ nha các bạn. Coi các bạn coi Tin nè. Tin có kiểu bơi bá đạo lắm. Tin rất là nghịch luôn. Tin khoái nước lắm các bạn. Ở đây cảnh cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây là những con hươu nè. Hươu này thì nói chung là hươu giả thôi. Đây. Rồi xung quanh đây là cổng hoa. Và trang trí là những cái xe đạp. Rồi bên đây là cũng có một cái cầu tuột cho trẻ em. Đó, cái cầu tuột này bữa nay người ta làm là hình ngôi nhà nha các bạn. Cầu tuột gần ngay bên hồ bơi luôn. Đây là mình đi phía cái vòng ngoài của cái hồ bơi. Lúc nãy là cái vòng mà Tin đang đi một vòng đó. Bây giờ mình đi ở phía ngoài. Ở đây người ta làm trang trí cảnh rất là đẹp luôn. Đó các bạn, đây là một cái vòng ở ngoài nè. Còn cái hồ bơi này người ta mới xây dựng xong. Ở cái hồ bơi bên này thì có rất là nhiều đồ chơi để cho trẻ em nha. Đây, hồ bơi này là hồ bơi dành cho thiếu nhi. Rất là đẹp luôn, có những con thú nè. Mình sẽ kêu Tin qua chơi cái hồ bơi này nha. Bây giờ Tin là có ở đây có một cái đường làm cái cầu đi qua nè, đi qua những cái chỗ mà có những cái tượng nè, rất là đẹp luôn nha. Cái hồ bơi này là dành cho con nít nha, dành cho trẻ em nha, nên rất là cạn luôn. 5 ngàn. Anh Hai lượm được 5 ngàn nữa, của bạn nào đánh rơi không biết. Anh Hai nhớ trả của rơi nha. Anh Hai tắm hồ bơi là nhặt được 10 ngàn, biết bạn nào đánh rơi nha, thông báo nha. Trời ơi Tin nè. À, giờ gần tới giờ nghỉ nên người ta không có xịt nước nha. Đó.
Anh hai qua đâu sao biển anh hai? Có sao biển hả? Ăn sứa hay sao? À có sứa. Rồi bây giờ đã tắm xong rồi, Tin đang trên đường đi về nhà lại nè các bạn. Tin ơi mấy bạn, Tin ơi mấy bạn các bạn nè con nè. À.